Xin chào mọi người, mình là nông dân cá biệt. Hiện tại mình đang làm trong lĩnh vực chăn nuôi thú y. Hôm nay mình xin gửi tới mọi người một video với chủ đề tiêu chảy phân máu trên vịt có phải là bệnh mới. Video này mình làm dựa trên những kinh nghiệm mình tích lũy được trong quá trình khám và điều trị bệnh trên vịt. Đối tượng mình mong muốn gửi tới đó là các bạn, các chú, cô chú, anh chị làm trong lĩnh vực chăn nuôi thú y. Và mình rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của mọi người để chúng ta có thể cùng trao đổi và làm rõ vấn đề này hơn. Sau đây mình xin phép bắt đầu video của mình. Đầu tiên, mình sẽ giải thích tiêu đề của video. Mình đặt tên tiêu đề video là tiêu chảy phân máu trên vịt có phải là bệnh mới. Thì mình cũng đã suy nghĩ về cái tên này. Thì có hai cái lý do để mình đặt cái tên video là như vậy. Thứ nhất là thú thật với các bạn là mình đặt tên video như vậy vì mình nghĩ là nó sẽ gây tò mò và dẫn tới là nhiều người xem. Và qua đó mình sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các bạn, trong lĩnh vực chăn nuôi thú y để mình có thể làm rõ ràng vấn đề này hơn. Cái thứ hai là liên quan đến vấn đề là khi mình tìm hiểu các tài liệu thông tin liên quan đến cái triệu chứng bệnh tích này thì thực sự là mình tìm thì mình thấy rất là ít thông tin, hạn chế thông tin, cho nên dẫn tới là mình quyết định đặt tên video là tiêu chảy phân máu trên vịt có phải là bệnh mới. Trong video này thì đầu tiên mình sẽ kể lại cho các bạn về cái ca bệnh mình đã gặp trên con vịt liên quan đến triệu chứng này, qua đó là chỉ ra một số triệu chứng bệnh tích mà theo mình nó là điển hình và cái phác đồ điều trị mình đã áp dụng cũng như kết quả điều trị, và sau đó mình có rút ra một vài cái kết luận chẩn đoán của cá nhân mình và để các bạn cùng tham khảo. Và sau đây mình sẽ đi vào cái triệu chứng ca bệnh mình đã gặp. Đàn vịt mình điều trị là đàn vịt bao gồm 800 con vịt với lứa tuổi là 30 ngày, trọng lượng trung bình của vịt khi đó là 1,2 cân trên một con. Cái trọng lượng này thì so với trọng lượng trung bình mà khi con vịt không bị bệnh á thì nó rơi vào khoảng tầm là 2 cân một con vào khoảng 30 ngày. Tức là cái đàn vịt này đang bị sút cân rất là nhiều, có thể là sút gần một nửa so với bình thường. Và tỷ lệ chết của nó đang là 40 con trên một ngày, tức là khoảng 5%. Nếu các bạn để ý thì tỷ lệ chết này là tương đối là cao so với các bệnh mà con vịt hay gặp. Ví dụ như là điển hình nhất là E. coli bại huyết, thì ví dụ như 800 con vịt mà bình thường E. coli bại huyết thì nếu mà bị thì nó cũng chỉ chết tầm khoảng là 10 đến mười mấy con trên một ngày, rất ít khi là chết nhiều đến mức độ như này, chỉ là có nhưng mà ít. Nhưng mà đàn vịt này nó chỉ có một hai ba ngày diễn biến bệnh mà nó đã chết lên đến là 40 con một ngày, tức là rất là tỷ lệ chết rất là cao. Sau đây mình sẽ đi vào cái phần triệu chứng. Triệu chứng thì mình có rút ra được hai cái triệu chứng mà có thể nói là dựa vào đó để có thể là nghi ngờ về bệnh này. Đó là thứ nhất là bệnh diễn biến rất là nhanh, khiến con vật sút cân rất là nhanh. Như các bạn vừa rồi đó, con vật của đàn vịt này 30 ngày nhưng chỉ có 1,2 cân so với trọng lượng trung bình lúc bình thường là 2 cân, tức là sút cân rất là nhanh và đặc biệt là chết rất là đột ngột. Có thể là 1-2 hôm đầu chỉ chết vài con thôi nhưng mà đến hôm thứ 2, hôm thứ 3 đã có thể chết lên đến 3-40 con một ngày, tỷ lệ chết rất là tăng rất là nhanh. Cái thứ hai nữa là cái triệu chứng về tiêu chảy. Con vật khi bị bệnh thì tiêu chảy rất là nặng và đặc biệt là có hiện tượng là phân máu và phân lợn cợn. Cái tỷ lệ phân máu này thì lúc đầu thì sẽ có một tỷ lệ ít nhưng mà chỉ vài ngày sau là tỷ lệ phân máu rất là nhiều và rất là đi khắp chuồng là thấy phân máu rất là nhiều. Đây là cái hai cái triệu chứng mà mình cho là tương đối là điển hình và có thể dùng để chẩn đoán và phân biệt so sánh với các bệnh khác. Đi vào phần mổ khám thì đầu tiên đó là gan. Gan thì mình thấy có hiện tượng là có những vệt máu xuất hết trên bề mặt gan. Và cái thứ hai là ruột. Ruột thì là căng phồng to. Thực ra thì hai cái triệu chứng này thì cũng là để bước đầu để mình nghi ngờ thôi, chứ còn để mà chẩn đoán phân biệt thì cũng chưa phải là triệu chứng điển hình. Mà nó sẽ có hai cái triệu chứng nữa, đó là cái về cái đường niêm mạc ruột. Niêm mạc ruột thì bong tróc tạo thành các lớp màng nhầy trắng đục như các bạn đang thấy, đó là trên bề mặt ruột cũng như là bề mặt dạ dày tuyến thì đang phủ một cái lớp niêm mạc, lớp màng nhầy màu trắng đục. Và khi mà mình gạt cái lớp màng nhầy này ra thì nó sẽ thấy là hiện tượng là ruột xuất huyết rất là nặng và xuất huyết tràn lan. Cái này thì các bạn có thể nhìn nó tương đối hơi giống cái trường hợp mà trên con gà mình có bệnh viêm ruột hại tử, mà trường hợp bệnh diễn biến đã nặng rồi thì nó cũng xuất huyết rất là nặng như thế này.
Nhưng mà con vịt thì để mà cái ruột nó xuất huyết tràn lan và xuất huyết nặng này rất là ít và hiếm, và gần như mình trong quá trình mình điều trị rất nhiều bệnh thì cũng rất ít bệnh mà có hiện tượng xuất huyết nặng như thế này. Cho nên là theo mình thì đây cũng là một trong những cái bệnh tích điển hình để mình có thể là chẩn đoán bệnh và cũng như là phân biệt với các bệnh hay gặp. Tiếp theo đi tới phần chẩn đoán thì đầu tiên thì đây là chẩn đoán của cá nhân mình, sẽ có đúng sẽ có sai, mình đăng lên để mọi người cùng tham khảo và mong nhận được ý kiến đóng góp của tất cả mọi người cũng như là ý kiến kết luận của mọi người. Để đưa ra chẩn đoán này thì mình có dựa vào 3 yếu tố. Thứ nhất là thông tin tài liệu hạn chế, tức là khi gặp triệu chứng bệnh tích này mình đã tìm hiểu các thông tin tài liệu để mình tham khảo, nhưng mà thực tế thì khi mình tìm thì mình thấy là các thông tin tài liệu về các triệu chứng bệnh tích này trên con vịt rất là ít và hạn chế. Cái thứ hai là cái đặc điểm bệnh viêm ruột nặng tiêu chảy máu này thì nó là cái bệnh tích tương đối là đặc trưng và mình ít khi gặp ở các bệnh bệnh khác. Cho nên là cái thông tin nó cũng rất là ít. Và cái thứ ba là về hiệu quả điều trị. Tức là khi mình gặp cái bệnh tích triệu chứng này, mình đã đưa ra cái ý kiến và cái kết luận của chẩn đoán của mình và sau đó mình điều trị theo hướng đó, và sau đó cái kết quả nó điều trị đem lại thì tương đối là tốt, cho nên là mình quyết định làm video. Và dựa trên 3 yếu tố này thì mình có đưa ra cái chẩn đoán đó là bệnh viêm ruột do parvovirus. Các bạn nghe cái parvovirus này thì khá là quen bởi vì là nó cũng là tên cái virus mà gây ra cái bệnh ruột mỏ trên con vịt. Và ngoài ra thì ngoài ruột mỏ ra thì Pavo nó còn gây ra là bệnh hiện tượng còi cọc cũng như là viêm ruột trên con vịt nữa. Và đó là cái kết luận chẩn đoán của mình. Và dựa vào chẩn đoán vừa rồi thì mình có đưa ra phác đồ xử lý để mọi người cùng tham khảo. Đầu tiên trước khi xử lý vấn đề gì đó thì đầu tiên là mọi người xử lý giúp mình là cái khâu hộ lý cũng như là xử lý sát trùng. Đầu tiên là vì con vịt nó rất là yếu và nó rất kém ăn, giảm uống, cho nên là mọi người nên bổ sung máng ăn, máng uống ở nhiều vị trí ở con những vị trí mà con vịt nó dễ dàng là tiếp cận. Và thứ hai là tiến hành phun thuốc sát trùng ngày một lần và sử dụng hai ba loại thuốc sát trùng khác nhau để đảo các ngày sử dụng với nhau. Tiếp đến là về phác đồ xử lý thì trong ngày đầu tiên thì dĩ nhiên rồi, mọi người mình đang chẩn đoán là parvovirus thì mình sẽ sử dụng kháng thể parvo. Thì ngày đầu tiên mọi người tiêm giúp mình cái kháng thể parvovirus cộng với Ceftifur cộng với Anagen cộng với Butalbufan. Tiến hành trộn là trộn cả hạ sốt, vitamin K, giải độc gan, men tiêu hóa và cám. Để mình giải thích một chút thì thứ nhất là kháng thể parvo. Dĩ nhiên rồi, mình đang kết luận chẩn đoán bị parvo thì mình tiêm kháng thể parvo. Về kháng thể parvo này thì các bạn lựa chọn những cái dòng kháng thể nó có chỉ định là sử dụng để là kháng thể parvovirus, hoặc là như mình thì mình đang dùng của cái thằng Cinder hoặc là Jinbu, là hai cái thằng của thằng Trung Quốc mình thấy hiệu quả tương đối là cao. Về cái sử dụng kháng thể parvo này thì mình chỉ lưu ý các bạn là thứ nhất là vì nó là hàng Trung Quốc cho nên là khi phiên dịch sang Việt Nam của mình, phiên dịch sang tiếng Việt thì nó sẽ dễ bị hiểu lầm và hiểu sai đi cái chỉ định cũng như là hướng dẫn sử dụng, cho nên là có thể các bạn sẽ bị sử dụng sai cách. Nếu mà các bạn theo phác đồ của mình thì các bạn có thể tìm những cái dòng của thằng Cinder và Ringbu, nó có ghi chữ Gotling này, tức là bệnh dịch hạch này, là cái bệnh do parvovirus trên con vịt này thì để sử dụng, hoặc là các bạn có thể là tìm hiểu kỹ một chút thì các dòng khác để xem là nó có phải là sử dụng cho parvo không. Cái thứ hai nữa là vì nó là hàng Trung Quốc cho nên là thường hiện tại nó đang có rất nhiều hàng nhái, hàng giả. Cho nên là các bạn nên mua thuốc ở những đại lý lớn, uy tín thì ít nhiều người ta sẽ chú trọng về nguồn nhập thuốc hơn. Đó, đó là về cái kháng thể Bavo. Tiếp đến các bạn cộng cho mình thêm là Ceftifur để cho phòng bệnh kế phát, bệnh bệnh ghép. Và Anagen là để hạ sốt, cũng như là Butalbufan là để trợ lực cho con vịt. Và tiến hành trộn cám thì mà tiến hành trộn hạ sốt, vitamin K để cầm máu này, giải độc gan, men tiêu hóa vào để tăng sức đề kháng cho con vịt. Đó là ngày đầu tiên. Ngày thứ hai, khi ngày thứ hai thì thường mình đang tiêm là đến ngày thứ hai thì con vịt nó tương đối là tỉnh táo rồi thì mình chỉ cần trộn amoc buổi sáng và chiều là trộn bổ trợ. Nhưng mà nếu trường hợp ngày thứ hai của các bạn mà con vịt nó vẫn còn chưa được tỉnh táo lắm nhưng mà có dấu hiệu đỡ nha, tức là phải có dấu hiệu đỡ
nhưng mà chưa được gọi là chưa được tỉnh táo nhiều thì các bạn có thể là tiêm tiếp một mũi kháng thể như ngày 1 và sau đó là chiều bổ trợ đến ngày thứ ba thì chọn Amoxicillin. Đó, đó là phác đồ, trên là phác đồ mình đang áp dụng và xử lý trong trường hợp mình đang nghi ngờ là parvovirus. Mình đã gặp trường hợp này khoảng tầm 3 lần. 3 lần thì cả 3 lần đều mình đều áp dụng cái phác đồ này. Thì dĩ nhiên là mình 3 lần thì không phải là nhiều, nhưng mà 3 lần mình áp dụng thì 3 lần hiệu quả rất là cao. Tức là con vịt nó đang 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 bỏ ăn và chết tương đối là nhiều. Nhưng mà chỉ cần tiêm vô đến ngày thứ hai là con vịt nó tỉnh táo hơn rất là nhiều rồi. Dĩ nhiên là cái phác đồ này thì cần phải sử dụng trên nhiều trường hợp khác nhau hơn nữa, nữa thì mới đưa lại cái đánh giá là đúng nhất, nhưng mà mình chia sẻ để mọi người tham khảo và cùng đưa ra ý kiến. Vừa rồi là cái chia sẻ của mình về triệu chứng bệnh tích cũng như là phác đồ xử lý của bệnh bệnh mà mình đang nghi ngờ là viêm ruột do parvovirus. Thì mình sẽ nốt lại một số cái ý chính để mọi người lưu ý. Thứ nhất là về cái triệu chứng. Thứ nhất là mọi người để cho mình hai cái triệu chứng này. Thứ nhất là bệnh diễn biến nhanh, con vịt sút cân rất là nhiều và chết đột ngột. Cái thứ hai là tiêu chảy nặng, phân máu và lợn cợn. Đó là cái triệu chứng, hai cái triệu chứng mà mọi người cần lưu ý giúp mình. Còn về bệnh tích thì mọi người để ý cái bệnh tích là niêm mạc ruột thì bong tróc tạo thành các lớp màng nhầy trắng đục trên niêm mạc ruột cũng như là dạ dày tuyến. Và cái thứ hai là khi gạt cái lớp này ra thì thấy là ruột sốt huyết rất là nặng và sốt huyết tràn lan. Đó là hai cái triệu chứng, cái bệnh tích mà mình theo mình là có thể dùng để phân biệt và chẩn đoán bệnh cũng như là phân biệt với các bệnh khác trên con vịt. Ngoài ra cái phác đồ xử lý thì các bạn để ý hộ mình cái khâu hộ lý, vì con vịt là khi con vịt mắc bệnh này nó thường rất là mệt và giảm ăn giảm uống, cho nên là nên bổ sung món ăn món uống nhiều. Cái thứ hai là cái chỗ mà kháng thể Pavo thì các bạn lưu ý giúp mình là lựa chọn kháng thể cho đúng và lựa chọn nguồn hàng có thể là uy tín một chút. Dĩ nhiên là hàng Trung Quốc thì mình không thể nói chắc chắn được, nhưng mà mình nên chọn những chỗ mà đại lý uy tín, họ chú trọng về cái vấn đề là chất lượng hàng hóa thì ít nhiều họ sẽ lựa chọn những cái nguồn nhập nó tốt hơn. Đó là cái chia sẻ của mình. Vừa rồi mình đã chia sẻ về cái triệu chứng bệnh tích viêm ruột trên con vịt, tiêu chảy phân máu trên con vịt mà mình nghi ngờ nó là do parvovirus. Mình làm video này thì rất mong là nhận được các ý kiến đóng góp của tất cả mọi người liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi thú y, từ các bạn chị em đồng nghiệp, bạn bè, đại lý thuốc thú y cũng như là các quý trang trại, để mọi người cùng đưa thảo luận và đưa ra cái ý kiến và làm vấn đề nó rõ ràng hơn. Cái này thì mình cũng hiện tại trong quá trình mình đi làm trên con vịt thì cũng ít khi gặp, nhưng mà khi gặp thì là người dân rất khó phát hiện bệnh và thường nhầm lẫn với các bệnh thông thường trên con vịt và dẫn tới là đưa ra cái phác đồ điều trị nó là sai, không hiệu quả. Thì rất mong là nhận được các ý kiến đóng góp của tất cả các bạn cũng như là các bình luận của mọi người. Nếu mà mình còn làm video về các chủ đề như này nữa thì rất mong là nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.